Những hình ảnh này đã trở nên quen thuộc tại khu vực này đã hơn 2 tháng nay. Mỗi khi khát nước, những người đi đường lại ghé vào đây. Điều đáng nói, đây là bình nước sinh hoạt bình thường, được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Thoải mái và khoảng khái con người. Bình thường cảm thấy là chúng tôi là người khác mà chúng tôi như thế này là chúng tôi nhiệt tình mà thì quý hóa lắm rồi, chứ không nghĩ gì cái chuyện gì cả. Thì tôi thấy có nước mà mình gọi đi hàng rau mình không mất tiền là mình quý rồi. Bỏ ra 50.000 đồng mỗi ngày để những người lao động được uống những cốc nước mát. Số tiền này tuy không lớn, nhưng anh Trần Nam Anh và những người có tấm lòng thiện nguyện xung quanh khu vực này luôn cảm thấy vui khi được chia sẻ tấm lòng của mình với những người khó khăn. Thấy những người dân lao động nghèo họ đi qua rất nóng lực, cho nên là mấy anh em rủ nhau mở chung cái thùng trà đá. Chi phí cho một bình nước như này thì khoảng bao nhiêu tiền? Cũng tùy từng ngày thôi anh. Nếu như những ngày nắng nóng thì 50-60.000. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, bình nước này vì cho rằng việc đặt một bình nước miễn phí tại đây làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông cũng như làm mất mỹ quan đô thị, nên lực lượng trật tự phường Thịnh Liệt đã thu giữ. Nhưng anh Trần Nam Anh đã nhanh chóng thay thế một bình nước nhỏ hơn. Khi mà họ đến thu thì họ cũng không nói gì, họ chỉ bảo là cái này là lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường nên là họ thu lên phường. Họ không cho để ở đây, mà nếu mà muốn làm từ thiện mà muốn để ấy thì phải để trong trước cửa nhà mình cơ, chứ không được để ra ngoài này. Theo ghi nhận thì xung quanh khu vực này vẫn có một số quán trà đá bày bán công khai ngay trên vỉa hè. Nhưng dường như lực lượng trật tự phường đã không thấy điều này. Trong khi đó, những người muốn làm việc thiện thì lại bị ngăn cản. Có lẽ khi mà lòng tốt trong xã hội đang bị xói mòn thì những việc làm của anh Nam cũng như những người dân khu vực được giải phóng lại rất đáng trân trọng.